Xin chào các học sinh lớp 12. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 8 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là bài phân tích chi tiết về giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ Nhặt. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Năm 1945 đã trở thành dấu ấn lịch sử không thể phai mờ đối với mỗi con người Việt Nam. Thời điểm đó không chỉ đánh dấu sự huy hoàng của thắng lợi Việt Nam đánh đổ phát xít, thực dân và lật đổ chế độ phong kiến 1.000 năm, đưa nước ta trở thành một nước tự do, dân chủ. Đó còn là giai đoạn ghi nhận những đau thương mất mát của dân tộc ta dưới họa xâm lăng. Sự bóc lột dã man tàn bạo của bọn phát xít thực dân và bọn phong kiến tay sai đã đẩy hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Trong hoàn cảnh ấy, nhà văn Kim Lân đã dựng lên một tình huống nhặt được vợ. Tình huống ấy vừa để tố cáo tội ác của bọn bóc lột, vừa thể hiện niềm cảm thông với nỗi đau khổ của con người, vừa bày tỏ niềm tin vào con người. Dù cuộc sống có đau khổ đến đâu, nhưng con người vẫn thể hiện niềm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, vẫn không nguôi về khát vọng hạnh phúc, vẫn hướng đến một tương lai tươi sáng. Đó chính là giá trị nhân đạo của tác phẩm. Trước hết, ta phải hiểu giá trị nhân đạo là một giá trị cơ bản trong tác phẩm văn học chân chính. Nó được tạo nên bởi tình yêu thương của con người, niềm cảm thông sâu sắc với nỗi khổ của con người, sự nâng niu trân trọng những nét đẹp của con người. Hơn thế, còn là lòng tin khả năng vươn dậy của nó. Tác phẩm Vợ Nhặt đã bộc lộ được niềm xót xa thương cảm đối với cuộc sống bi đát của người dân nghèo trong nạn đói. Nạn đói được ví như một trận đại hồng thủy có sức tàn phá dữ dội. Những dãy phố úp sụp tối om, những người đói giật giờ đi lại như những bóng ma. Không khí vần lên một mùi ẩm mốc thối của rác rưởi và mùi gây gây của xác người. Và đặc biệt hơn là âm thanh của tiếng quạ gào thê thiết. Bằng những hình ảnh đau thương của nạn đói, tác giả đã tố cáo được tội ác của bọn thực dân phát xít cùng bọn phong kiến tay sai. Chúng đã dồn người dân đến mức đường cùng của cuộc sống, làm cho bao người chết trong cảnh đói rách. Tác phẩm còn đi sâu khám phá nâng niu, trân trọng khát vọng sống và khát vọng hạnh phúc của con người. Chàng luôn luôn khao khát hạnh phúc, ẩn sau hình ảnh người đàn ông thô kệch chỉ biết làm lụng kia là con người cũng khao khát yêu thương. Trong hoàn cảnh kéo xe thóc mà anh vẫn buông lời trêu đùa để làm cho cuộc sống thêm vui, anh đùa có ai đẩy xe cùng thì mời bữa cơm xôi giò. Tưởng chỉ là lời trêu đùa vu vơ mà có cô ra đẩy cùng. Sau một hồi ăn hai chập bánh đúc thì người đàn bà ấy theo về làm vợ. Anh cũng nghĩ đến cái đói đang khủng khiếp kia, liệu mình có vượt qua được không mà còn thêm cô vợ. Nhưng anh chậc kệ, niềm khao khát hạnh phúc khiến anh vượt qua cái đói, cái chết sắp tới. Trên đường về nhà, khuôn mặt anh vui lạ thường. Thậm chí Kim Lân còn đẩy tình huống chuyện đến đỉnh điểm khi miêu tả sự ngạc nhiên của chàng. Bản thân anh cũng không ngờ rằng việc lấy vợ của mình lại dễ dàng đến thế. Chỉ có 4 bát bánh đúc mà thành vợ, thành chồng. Cho nên khi dẫn vợ về nhà, nhìn thấy vợ giữa nhà, chàng vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Đến bây giờ hắn còn ngờ ngợ, không phải ra hắn đã có vợ rồi đấy ư? Đến sáng hôm sau, nhìn thấy ngôi nhà lâu nay đã được thu dọn sạch sẽ bởi bàn tay người vợ, hắn không hết bàng hoàng ngạc nhiên việc hắn đã có vợ đến hôm nay. Hắn vẫn ngỡ ngàng như không phải. Điều đó còn được thể hiện ở ý thức bám lấy sự sống rất mạnh mẽ, thể hiện ngay ở nhân vật người vợ Nhặt. Chỉ có một câu tầm phơ tầm phào mà cô chấp nhận theo không người đàn ông xa lạ ấy để làm vợ. Cô bỏ qua cả ý thức về danh dự và nhân phẩm của bản thân mình. Không chỉ vậy mà Kim Lân còn đi sâu vào ý thức vun đắp cho cuộc sống gia đình của từng nhân vật. Với chàng thì anh đã nhận ra được trách nhiệm và bổn phận của mình với hai người phụ nữ trong gia đình. Còn nhân vật Thị thì hôm sau đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hiền hậu, đúng mực. Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ, gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khơm mươi niên ở góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ấm áp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch. Đó là sự thay đổi ngỡ ngàng của Thị và quang cảnh nhà sáng hôm sau. Còn bà cụ Tứ thì tạo thêm niềm tin cho các con về những dự định trong tương lai. Việc nuôi gà, khuyên dặn con ai giàu ba họ, ai khó ba đời,
có ăn nên làm ra thì con cái sau này mới sung sướng. Và cuối cùng, có lẽ tình thương bà dành cho đứa con trai và con dâu được thể hiện rõ nhất ở hình ảnh bát cháo cám. Người mẹ già không có gì trong hoàn cảnh này, bà lật đật chạy xuống bếp với khuôn mặt vui tươi bê nồi cháo cám lên ăn. Kim Lân đã thắp lên cho gia đình bà cụ Tứ niềm tin, hy vọng vào sự thay đổi mới. Trong bóng tối đau thương, tấm lòng cao đẹp của người mẹ vẫn tỏa sáng. Dẫu biết rằng việc lấy vợ, lấy chồng là việc không nên diễn ra vào lúc đói khát như lúc này, nhưng bà cụ Tứ vẫn vui vẻ chấp nhận. Thôi thì các con phải duyên phải kiếp với nhau, U cũng mừng lòng. Kim Lân đã khéo tìm cho người mẹ già đau khổ ấy một câu nói ẩn chứa sự từng trải của người già, sự bao dung của người mẹ và quan niệm đẹp đẽ của người Việt Nam. Dù có đắng cay cực khổ như thế nào, vẫn mừng lòng đón nhận con người, luôn luôn trân trọng con người. Vì vậy, lúc nhìn lại người vợ Nhật, bà không thấy cô ta xa lạ nữa, mà đã trở thành người thân thuộc. Bà lão nhìn người đàn bà lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu, là con trong nhà rồi. Trái tim người mẹ mở rộng đón nhận người phụ nữ xa lạ, đón nhận người ấy là con, là người thân, là con dâu. Bà còn nuôi dưỡng niềm tin hy vọng cho những đứa con. Biết thế nào hả con? Ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra thì con cái chúng mày về sau. Bà an ủi con dâu, kể có ra làm dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo cũng chả ai người ta chấp chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là U mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này U thương quá. Câu nói tận tình và bao dung của người mẹ đã làm vơi đi bao tuổi cực bẽ bàng của người vợ Nhật. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm cho người phụ nữ chàng Nhật về có thể ngẩng cao đầu bước vào ngôi nhà này với tư cách là một người vợ, một người con dâu. Nếu như trong tác phẩm Chí Phèo, lão Hạc nhân vật chính muốn giữ được nhân phẩm thì phải chết, cái chết đau đớn nhưng làm lòng họ cảm thấy thanh thản hơn. Hay chị Dậu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố cùng quẫn bởi siêu cao thế nặng phải bán sữa mình cho ông cụ già 80 tuổi và cái kết là chị chạy ra ngoài trời tối không biết sẽ ra sao. Nhưng tác phẩm viết trước cách mạng tháng 8 chưa tìm thấy lối thoát cho nhân vật của mình. Không những vậy, Kim Lân đã thể hiện được niềm tin sâu sắc vào tác phẩm, lòng nhân hậu của con người. Nhân vật chàng chỉ là một thanh niên làm thuê nuôi mẹ, nhưng sẵn sàng bỏ tiền cho người đàn bà xa lạ bốn bát bánh đúc. Anh độ lượng, bao dung, hào phóng và rất chu đáo với mẹ già. Anh sống luôn có tình nghĩa, có trách nhiệm. Niềm tin ấy còn được thể hiện ở người vợ Nhật, sự biến đổi từ khi bước vào nhà. Nếu lúc trước người đàn bà này chua chát, chỏm lỏm thì giờ lại hiền hậu, cư xử đúng mực lễ phép. Lúc mới gặp bà cụ Tứ thì chào hỏi e thẹn, sáng hôm sau thì đảm đang dọn dẹp nhà cửa. Đặc biệt trong bữa cơm sáng, mặc dù là bát cháo cám nhưng cô vẫn và vào miệng, mặc dù mắt hơi nheo, bởi cô không nỡ làm mất đi niềm vui của người mẹ già khốn khổ kia. Có lẽ thể hiện sâu sắc niềm tin vào cuộc sống phải được thông qua bà cụ Tứ. Bà hết lòng yêu thương con cháu, hết mực cảm thông với nàng dâu trong hoàn cảnh này. Không những thế, bà còn trăn trở những tháng ngày tiếp theo của đứa con trai và con dâu, bà sẽ sống ra sao. Nhưng vượt lên hoàn cảnh ở trước mắt, bà vẫn luôn tạo niềm vui trong gia đình bằng những lời khuyên răn. Bằng cái nhìn mới mẻ về cuộc sống của người dân sau cách mạng tháng 8, Kim Lân đã vẽ lên một bức tranh hiện thực về nạn đói và cái chết đầy bi thương của những năm tháng này. Qua đó thể hiện giá trị nhân đạo sâu sắc, góp phần tạo nên thành công trong tác phẩm. Từ đó ta thấy được chiều sâu so với các tác phẩm văn học hiện thực trước đó. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt. Và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.